Xin mến chào toàn thể đem và các bạn trở lại với kênh Dũng Ca Gia Đình. Chúc toàn thể đem và các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ ha. Ngày hôm nay mình tiếp tục inbox một số cái dòng lữ hổ mà mình mua được ở trên mạng các bạn. Thì mình thì hồi xưa mình ít có đam mê nhiều lắm bạn, giờ mình chơi rồi mình đam mê mình cứ mua suốt, inbox suốt các bạn ơi. Lén vợ rồi trộm tiền mua các kiểu con đà điểu nó mua các bạn thôi. Đối với mình thì cái việc mà yêu cây cảnh, đặc biệt là những cái dòng sansevieria thì mình rất là thích các bạn. Ở đây thì mình nhận cây từ một người bán ở ở gần Bình Dương, nói chung là bạn qua Bình Dương bạn ship các bạn, nhà vừa ở Sài Gòn vừa ở Bình Dương. Thì cây này mình nhận ở bạn ship từ Bình Dương về. Thì đối với cái việc mà ship cây thì cái người ship mà phải có tâm các bạn. Khi mà mình nhận hàng thì nó có hai hình thức, một là mình chuyển khoản trước, hai là mình nhận xong mình trả tiền trực tiếp cho người bán luôn, hoặc là mình chuyển khoản luôn cho người ta. Đó. Thì qua trao đổi thì bạn rất là vui vẻ và cũng cũng mới đam mê và cũng chia sẻ lại cho mình một số cái dòng sansevieria. Thì mình ở đây mình khui cẩn thận các bạn, tránh tình trạng cắt trúng cây, tại vì ở đây có dòng Hanai ha. Một dòng ở đây mình nhận ba dòng, một dòng Hanai, một dòng Metalisa và một dòng Skoski. Đó. Thì mình ưu tiên khui cái dòng Hanai đây cho các bạn trước ha. Đây là cái cây đầu tiên. Thì do là mình quay vào buổi chiều thì do là cái ánh sáng nó cũng không có rõ lắm, thì mong là các bạn xem thông cảm ha. Nếu mà cây này có đầy đủ cái lượng ánh sáng thì mình nghĩ nó rất là rõ, các bạn xem dễ lắm. Bạn thấy gói rất là kỹ ha, ở trong cái thùng xốp. Mình chỉnh cam lên xíu các bạn. Rồi ở đây thì mình mua cái dòng đầu tiên thì cũng rẻ các bạn ơi. Cũng vài chục ngàn, trăm ngàn đổ lại không hơn. Thì cái dòng đầu tiên này thì mình khui nhẹ nhàng các bạn, tại vì dòng Hanai là những cái dòng mà chúng ta cần được chúng ta nhẹ nhàng tình cảm với nó các bạn. Ở đây mình lấy luôn một chậu, nó có tới 3 cây lận các bạn. Dòng này là dòng Sansevieria Hanai Silver Fox các bạn ơi. Mình cũng đã từng review cái dòng này cho các bạn xem rồi. Thì khi mà mình cái này cây đó, đó các bạn thấy là cây rất là đẹp các bạn. Cái này khi mà mình trồng lên màu thì có thể là nó sẽ chuyển sang cái màu trắng luôn các bạn. Tùy vào cái ánh sáng và cái độ sung mãn của cây. Ở đây mình đặt luôn 3 cây các bạn. Rất là rẻ thôi, giá là rẻ thôi. Tại vì mình rất là thích những cái dòng Hanai này, nó nhỏ bé bé xinh xinh. Ở đây 3 cây. Thì cái dòng này mà mình trồng đủ phun nắng vào một chậu một cây ấy, thì cây nó sẽ phát các bạn, nó xè lá ra, chứ phải là nó bị bó lá như thế này đâu, nhìn nó không có đẹp nha các bạn, nó xè ra rất là đẹp luôn đó. Nhưng mà mình trồng một chậu một cây và đủ dinh dưỡng và nó không có bị những khoảng diện tích mà nó rộng ấy, nó đủ diện tích ấy, thì nó phát triển rất là đẹp các bạn. Các bạn lưu ý khi mà chơi cái dòng Hanai, tất cả cái dòng hay là dòng Silver Fox này nói riêng, thì các bạn lưu ý ha, nó phải đủ không gian, diện tích cái chậu và nó không có con thì cây nó mới sinh sinh trưởng và phát triển đẹp, lên màu đẹp. Nó có hai dạng là dạng ngã vàng hoặc là dạng ngã trắng nha mà. Rồi mình xin review cái dòng cây thứ ba mà mình cũng muốn xin muốn thứ hai mà mình cũng xin chia sẻ với bạn trong cái hộp box này. Thì đây là dòng Skoski Bosat ha, Sansevieria Skoski Bosat Copperton. Thì dòng này thì mình vừa làm biết cho bạn trong tuần vừa tuần này ha. Thì đặc trưng của nó là bạn thấy là cái màu ha, cái màu lá là cái màu đồng và có những cái viền xanh nhẹ, như là nói chung là nhìn rất là đẹp ha. Màu đồng hoặc là màu vàng hoặc là màu xám bị sắc các bạn, nó tùy theo dòng. Mà nếu mà mình dòng cái ski này, cái chat này nó rất là nhiều dòng nha các bạn, nó không phải một dòng, nó rất là nhiều dòng. Nó có dạng va, nó có dạng không va. Dạng này là dạng thường thôi các bạn, nhưng mà cây size như thế này và lá dài như thế này thì thật sự là giá nó cũng cao nha các bạn. Giá được nó cũng cao, ví dụ như một cây thì phải tầm 200, 150, 200 trở lên, không có giá dưới. Ok, mình trong quá trình mình inbox thì rõ ràng là mình nhận cây mình vừa lòng, rất là vừa lòng. Mà tại vì mình lo nhất là cây Hanai thôi,
mà cây hai nay mà gỡ ra mà không có vấn đề gì thì mình nghĩ mấy cây này chả vấn đề ha. À, cây này mình đã chia sẻ với bạn rồi ha, nó nằm trong dòng Skitsky, thì dòng này thì nó có cái mép lá nó lượn sóng các bạn, đó là những cái dấu hiệu. À, nhìn bằng mắt thường thì nó đẹp lắm các bạn ơi, nhưng mà do là mình xài cam á, thì nó không có đẹp lắm. Ở đây thì một chậu hai cây thì mình lấy luôn nha các bạn. À, bạn Linh bạn để luôn, bạn bạn Tiết bạn để luôn cho mình ha, ở đây mình lấy luôn. Đây là cái cây thứ hai, cũng là cây Kuski Bochat luôn ha. Thì mình thao tác gỡ cây thì mình cứ chậm chậm gỡ nhẹ nhàng thôi các bạn, mình phải kỹ ha. Đó. Ở cây nào mà trong cái thùng mà nó yếu lá nó mỏng á, thì mình ưu tiên mình gỡ trước nha, mình sợ nó tổn thương thì mình ưu tiên mình gỡ trước, tránh tình trạng là mình gỡ những cây lá cứng trước thì nó sẽ trong quá trình mình bới mình nấy lên nó sẽ rất là dễ dập cây đó. Thì các bạn thấy là cây này là cây con nữa bạn, cây con mà nó bung sai lên, nó do cái kết cấu lá như này là do là nó nằm trong cái chậu mẹ đó các bạn. Nó có một số cái vấn đề là nó sẽ cái khoảng không gian và cái diện tích của nó, cho nên nó chưa có đẹp. Lá rất là dài nha các bạn, mình đo nếu mà hai cái lá này nó phải tầm bước hai cái lá này phải tầm hơn hai gang tay nha các bạn, hơn hai gang tay một xíu mình nhờ ở ngoài thực tế. Và cái cây thứ ba là cái cây cuối cùng ha, là dòng Metallica Siam Silver. Dòng này mình cũng đã từng review với các bạn rồi, thì cây này cũng là một trong những cái cây mà khi bạn ship mình rất là lo lắng về cái cây này, nhưng mà cuối cùng thì mình trong quá trình mình unbox mình gỡ thì nó cũng là như ý các bạn, tại vì bạn thấy là dòng hai nay mà bạn còn ship trong đây nó an toàn nữa các bạn. Tất cả những cái cây này đều là vũ bầu nha các bạn ơi, để phơi khô và ship đi thì nó mới an toàn, và tránh cây nó bị bệnh nấm mốc nó phát sinh khi mà mình để giá hễ các bạn. Và ôi trời, mình nhìn cái lá mình thích quá các bạn ơi, lá dòng này nó cực kỳ đẹp nha các bạn. Dòng này thì mình cũng đã có rồi một cây rồi, nhưng mà mình thấy là cái lá nó đẹp quá cho nên mình mua ha. À, ở đây thì nó bị lỗi nhẹ ngay chỗ cái mép lá nó bị tét nhẹ, thì nó mất giá trị một phần cây, nhưng mà cái này mình cũng đã trao đổi với bạn đó rồi, thì bạn cũng đã nói trước rồi chứ không phải là người ta không nói trước các bạn, người bán rất là uy tín ha. Rồi. Cây này thì giá thị trường khoảng 100-150 ha, tùy chỗ bạn mua. Rồi mình dùng kéo mình cắt nhẹ cái phần gốc, và bạn lưu ý là cái cây này bạn phải cố định giữa cái phần lá với cái phần gốc, là trong quá trình mình ship các bạn nó động thì lá nó sẽ đỡ cái ảnh hưởng tới cái phần lá, và cái phần giữa cái phần gốc ấy, nó sẽ lỏng, nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ là trong quá trình người ta ship người ta quăng người ta dục nó sẽ lây tới lây lui các bạn, nó rất là ảnh hưởng. Cho nên là ở cái phần gốc mình nên quấn lại đó, mình quấn cứng lại từ cái phần gốc đến cái phần mà mặt lá nó gần gốc ấy, thì mình phải quấn cứng lại. Nếu mà mình không quấn cứng á, cây nó sẽ quèo qua quèo lại và nó sẽ rất là dễ bị gãy, nó tổn thương các bạn. Dòng này nó yếu, nó dài quá cho nên là nó rất là dễ bị ảnh hưởng ha, bị va chạm. Ash Metallica Siam Silver. Cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Dòng này nó cũng tương tự như dòng Trifaxita thôi, nhưng mà mình có cảm giác là nó mềm hơn và nó yếu hơn cái dòng là ví dụ như những cái dòng Rodenti của dòng Trifaxita, thì nó mình thấy nó yếu hơn, thậm chí là mình thấy nó dễ gãy hơn cái Banteo đó các bạn. Các bạn thấy lá nó to vì như mình không có dày. Rồi, rất là vừa ý các bạn ơi, khi mà unbox cái sản phẩm mà bạn tiết gửi mình rất là vừa ý luôn. Rồi, cây màu nó rất là đẹp các bạn, cái màu này nó hơi lạ lắm, có cái nào mà mình trồng nó lên Beauty Queen luôn không ta? Đó là cái điều mà anh em chơi lữ hổ rất là mong đợi các bạn. Oh, wow, cái màu trắng nhìn hấp dẫn quá, tuyệt vời các bạn ơi. Đó. Rồi không có từ nào để mà diễn tả nó, quá tuyệt vời luôn. Ơi, khá đẹp các bạn ơi, mình trồng một thời gian nó ra Beauty Queen không chừng, hy vọng là vậy. Cực kỳ là đẹp luôn. Thì chắc có lẽ là mình sẽ tạm dừng video tại đây các bạn ơi. Mình review ít dòng cho các bạn xem chơi vui ngày cuối tuần thôi. Chúc bạn có thật là nhiều niềm vui khi mà xem clip của Dũng ha. Xin chào bạn các bạn trong những cái clip tiếp theo. Bye bye.